bên em có những cái monista thì đầu tiên là cái signature, cái thứ hai là cái VIP room. VIP room á thì mình sẽ được trong một cái phòng đó sẽ ra vẻ riêng tư của mình, thì bên em sẽ gửi bao gồm gói là 120 phút, 90 phút và 60 phút. Thì còn cái 120 phút của em này thì mình sẽ được hai bạn kỹ thuật viên phục vụ cho mình. Đó thì đây là giá bên em. Rồi khi mà mình chọn những cái gói dịch vụ bên em á thì mình sẽ được làm tất cả những cái dịch vụ này, thì mình có thể là tích vào những cái mà mình không muốn làm để cho các bạn kỹ thuật viên biết và khách hàng mình tốt hơn. Hôm nay thì anh muốn trải nghiệm phòng quay thi cho một người làm. Dạ. Thì bây giờ trước tiên là mình vào phòng nhân viên trước. Bây giờ có thể dẫn. Tên là gì vậy? Dạ, em tên là Sam Minh. Tên là tôi đang gặp em. Dạ. Nhiệt độ phòng gì có ổn chứ anh? Có anh có bị lạnh không? Không. Thank you.
xíu là nó hơi cực xíu. Không sao. Có thêm lại nhiều khách con nữa. Ồ vậy.